ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Trang đến dự. Đại hội đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm tra, thông qua dự thảo điều lệ, báo cáo tổng hợp ý kiến góp văn kiện đại hội, ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã cụ thể hóa các văn bản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động của hội trong Ban chấp hành, Ban thường vụ hội và các hội thành viên. Trong đó, đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao hàng năm, chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác tư vấn và giải các khiếu nại của người tiêu dùng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí, Ban thường vụ gồm 2 đồng chí, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được bầu làm Chủ tịch hội, bà Trần Thị Sinh làm Phó Chủ tịch hội. Dịp này, Đại hội đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 5 năm 2015-2020. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Trang cho biết, với lợi thế là một tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh chắc chắn sẽ là một trong những hạt nhân quan trọng góp phần vào thành công chung của hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. Dịp này, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang đã lưu ý Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh một số nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đồng thời cho biết Ban chấp hành Trung ương hội sẽ luôn đồng hành hỗ trợ để tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng tại địa phương.